Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình lại hướng dẫn mọi người cách làm một cái mạch điện mà mình thấy cảm thấy rất là thú vị. Thì cái mạch điện này nó rất là đơn giản mà ứng dụng. Nó là cái mạch vừa chỉnh tốc độ quạt DC một chiều, tức là có thể là 12 quạt 12V hoặc 24V. Đây, như trong hình mình có một cái quạt 12V, à hai, xin lỗi, 24V. Mình sử dụng hai bình ắc quy 24V để thí nghiệm cái mạch này. Và cái mạch này nó có một cái chức năng đặc biệt ấy, nó là cảm biến nhiệt độ theo cái thời gian thực tại trong cái không gian mà mình đang đang ở ấy. Thì nó có thể là điều chỉnh cái nhiệt độ gió theo cái không gian đó. Ví dụ như trời lạnh ấy, thì tự động quạt nó sẽ quạt chậm đi, và trời nóng thì tự động quạt nó sẽ quạt mạnh lên. Thì nó rất hay ở những cái mà ví dụ như nhà có trẻ nhỏ, thì những cái ngày mà nó không nóng lắm thì gần sáng thì nó lại hơi se rét, thì cái quạt này nó rất hay. Thì nó tự động nó sẽ căn cái tốc độ quạt chậm đi, làm cho nhiệt độ gió nó sẽ nhiệt độ trong chúng ta sẽ không thể bị rét đó. Thì đây mình sẽ ở trong mạch ấy, nó thì nó rất đơn giản là nó có một con D718 này, một con C2383 này, và một cái biến trở 10K. Thêm nó là một cái con cảm biến nhiệt độ. Cái con này thì nó rất dễ tìm lấy ở trong các cái nõi giữa của cái cuộn đồng của bếp từ ấy. Thì con này nó cảm biến nhiệt độ của cái mặt kính đó. Thì chúng ta lấy ra làm thí nghiệm. Thì sơ đồ đầu lối thì chúng ta sẽ có như thế này. Một con D718 này, nó sẽ có từ chân, mình sẽ đọc từ chân trái sang phải nha. Nó là chân B, C, E. Rồi con C2383 thì nó có chân E, C, B. Đó, thì chân C chúng ta lối C của 2383 vào C của con D718. Chân E của con 2383 thì lối vào chân B của con 718, và chân B con 2383 sẽ lối vào chân giữa của cái biến trở. Chân một chân của biến trở thì lối chân bên trái, nếu nhìn trong hình như này thì chân bên trái sẽ lối vào chân E của con D718. Và chân bên phải sẽ là chân lối vào cái cảm biến nhiệt độ. Một chân cảm biến nhiệt độ thì lối vào chân dương. Thì chút nữa thì mình sẽ vẽ lại sơ đồ thì cho các bạn sẽ dễ nhìn hơn. Và bây giờ mình sẽ thử cái mạch điện này. Đây thì vặn cái lúm này lên thì có tác dụng là chỉnh nhiệt độ to nhỏ gió, kể cả là không cần cảm biến thì nó vẫn có chỉnh bình thường. Đó. 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 Và mình sẽ tính làm sao cho cái chiết áp này chỉnh cho nó phù hợp với cái cả cái thời tiết thực tại ở cái phòng chúng ta đang ở. Đây như mình sẽ để nhiệt độ như này là cảm thấy là vừa phải này. Ví dụ như trường hợp mà nếu mà nó không gian nó sẽ nóng lên ấy, thì nó sẽ quạt tự động nó sẽ găng lên, và mình sẽ thử cái mỏ hàn vào cái con biến trở, à, con cảm biến nhiệt độ này đó, và nó quạt nguội đi thì tức là như không gian nó sẽ mát đi thì tự động quạt nó sẽ hạ nhiệt độ xuống, hạ tốc độ xuống, chúng ta sẽ không cảm thấy rét. Thì mình làm cái video này nên thì mình thấy rất thú vị nên chia sẻ cho mọi người có thể nghiên cứu và ứng dụng cái mạch điện này. Chúc mọi người nghịch ngợm thành công.